hồi đó là chị quen anh đi là xe ôm đi xôm rồi quen. Gọi bằng chú hả? chú mà chú ơi vô chở con luôn. Hồi đó còn già hơn bây giờ chứ, giờ là đỡ rồi đó. Chú ơi chở Vậy con. thôi, chú ơi vô chở Vậy là con. chở biết là thành là chồng ơi chở vợ. Từ từ con mà chuyển thành vợ luôn à. Quá trời quá đất rồi, quá dữ rồi. Nhưng mà ngày xưa là anh có tán chị nhiều không? Mình đi cơm mấy chuyến xe ôm thôi, Có mấy chuyến. nhưng mà cái nguồn gốc là Trung huyện, nguồn gốc là Trung huyện cũng như khách sạn thôi, Trung huyện Trung tỉnh. Nhưng mà có mấy chuyến mà mình tán đổ được luôn hả? Tại vì mình sống thì cái lưỡi nó hơi đá. Ngon ha. Nhưng mà ngày đó là anh tán chị kiểu gì mà chị đổ được hay ạ? Bí quyết gì? Chị phải làm cái gì? Hỏi này kia vậy đó, nói chổng mà. Lúc đó thì cũng sinh con, lúc đó là chị ngồi xuôi rồi, thì chị mới vô nhà xuôi, chị kêu ổng chú ơi vô chở con về nhà Con này chú ha, sao thành anh em ha, thành vợ thành chồng ha. Nhưng mà sao mình bỏ anh đi chi hả? tại Ở mình nhà có con hai vợ cái chồng mà. con cái rồi mình không có tiền cho nó, mình chịu cô Vậy mà anh đây này anh nói là tại anh yếu chị mới không đi. nổi. Có không? Không Anh có yếu không? bình thường Có khỏe không? thì lắm lúc bệnh hoạn thôi chứ cũng đâu có lúc nào như lúc nấy được. Vậy là hôm nay chị về là chị nói là không phải do anh yếu nhá, anh yên tâm rồi nhá. Chứ cô chú anh chị lại hiểu lầm là tưởng anh yêu chị bỏ đi theo ông khác mệt Không có đâu, lắm. chị bảo đảm là chị không có bao giờ có nữa, đã chị khổ nhiều rồi dễ Nhưng mà hôm nay em sẽ xử lý chồng của chị cho chị được không? gì. Chị muốn thiến mình nào? Chị dễ thương à, mình đi vậy mình có nhớ chồng không? Trời cũng nhớ cho mình sống chung mà mình gắng làm kiếm tiền còn chị trẻ. chị chị thấy anh khóc như vậy sao chị không về? Còn bữa trước bữa sau là đã về đó, Nhưng mà thấy anh khóc vậy có tội nghiệp không? thì đã con dâu nó thấy lên rồi đó, nó điện là bữa trước bữa sau chị đã về rồi, Con dâu đi cho chị sao? nó nói mẹ cậu đi sao cậu đăng kiếm mẹ Vậy giờ điện cái kìa. vợ điện được mấy lên đây nhà anh em. Lúc đó chị có thấy khổ không? Thì nói chung vợ chồng mình cũng định đâu có đi bỏ luôn đâu, Nhưng không đi làm mà thôi, phải có cái gì đó chị mới đi chứ, đâu có cái hơi chị đi. thì cũng như buồn con cái rồi cái tánh ảnh cũng hơi khó. Tính nhai không? Anh nhai không? Thôi được ơi, em đi xách đít đi đâu cũng được hết trơn á, xách Ngu đi chút chưa? thì cũng đâu em, đâu em. Ai kêu chị đẹp làm gì? Trời ơi, nó đẹp cái Nếu mà gì so sánh giữa anh với chị thì chị 10 thì anh ấy chắc được 5 mà nhờ, anh nhờ. Đúng không? Anh ghen không? Hay ghen trời không? ơi, Anh không ghen ghen mà đi rồi buồn đi kiếm. Chứ đâu. ghen biết gì đâu ghen. Tại thương vợ quá đi Tại chị đẹp nên kiếm. anh giữ. Nhưng mà mình đi như vậy mình thông báo một tiếng là được rồi. Không có cho. Không cho tặng cô cậu đó trên hỏi mặn đâu nói chuyện nào thấy mặt là trên hỏi chi vậy. Thành Không biết là lên đó ông đã quậy banh nhà ta luôn, có đánh ổng rồi chị biết. ra Thấy vậy không? vợ chồng cũng sống là sum họp cho vui vẻ mà mệt về có hai chồng à. Rồi dần bằng mệt về nằm thư thủi lại trúng gió trúng mái gà biết có một mình một bóng à. Khổ nha. Nói chung là khổ tâm có vợ mà đi mình buồn mấy gán lặn lội mấy trăm cây số lên đi tìm hết được rồi mới nhờ trợ giúp anh em Nguyễn Minh Hải với anh em mà chỉ Bình Dương trợ giúp Nó nhỏ đó tại này Thu Lâm mà. thôi. Nó lớn lắm. Lớn lắm hả? Ở nhà có hay la chị không? Không những là khi chị nóng lên thì bỏ đi chỗ khác Ở chứ nhà hai vợ chồng chị ai là nóc nhà? Ai? không. Chị biết ngay chị là nóc nhà mà. Ví dụ cái chai này là chai nước mà chị nói đi đây là cái cối thì anh có nghe theo không? Nè. Vẫn nghe hả? Vậy là con bò mà nói con trâu là vẫn nghe. Trời ơi người đàn bà uy lực quyền lực vậy hả? Nhưng mà chưa động lòng. Chưa đông lòng. Nhưng mà bây giờ em hỏi thật anh này, À. mình nói thật luôn này, À. anh có khỏe không? Vô tư bình thường. Chị về là làm nháy nào chưa? Không lẽ giờ mình cộng mình lấy tiền cho ông Khùng thật đấy. lậu. Hỏi thật, về cái là làm chưa? Nói chung là vợ chồng mà về tới là cỡ nào cỡ tranh thủ chứ trời. Mấy nháy. Thì nói chung thì mình đâu bỏ anh mà đâu Quá bỏ thì trời. anh nói có thiệt hay là anh nổ đấy Nói thiệt. chị. Bây giờ là có chị kiểm chứng con này. Anh có khỏe không? Bình thường thôi Nhưng em. mà ý là anh có nổ không?
không không lộ hả? Vậy là khỏe lắm hả? Được 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 cỡ cỡ tại của mình đông lúc dạo về có hoạt động ít cái thì xe đi phiêu lưu khỏe nó đầy đủ. Vậy là còn lúc dạo ở nhà thì mình hơi mệt mỏi chút, nói chung là sống kinh tế mà thì vợ con là trên hết nhưng mà phải bươi hoàng phải có cái món đó đúng không? Dạ em xin phép chào hai vợ chồng anh chị. Hôm nay hai vợ chồng anh chị vui chưa? Vui, rất vui. Anh vui chưa? Rất vui. Vui sao? Nhỏ nhỏ thôi. Tại vợ chồng rất mừng. Cách đây ít ngày trước anh lặn lội từ Sóc Trăng có đi xe máy về Bình Dương. Nè. Một quãng đường rất là xa xôi đúng không ạ? Để nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải tìm vợ. Và một cái câu chuyện tìm vợ của anh thì rất nhiều thăng trầm và nhiều nỗi niềm. Hôm đó bản thân anh là một người đàn ông, anh cũng từng chia sẻ rằng trong cuộc sống anh bươn chải rất nhiều, đặc biệt là cái công việc của anh là công việc chạy xe, chạy xe ôm. Anh cũng đã gọi là va chạm bươn chải, chưa bao giờ anh rơi lệ. Nhưng lần này vợ anh đi thì bản thân anh đã chia sẻ anh đã yếu đuối, anh đã khóc rất nhiều đúng không ạ? Đúng. Nhưng mà thời điểm hiện tại thì anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải sau khi mà đăng tải video để tìm vợ anh thì vợ anh cũng đã về để đoàn tụ với anh. Thì cảm xúc hiện tại của anh như thế nào? Nói chung quá mừng quá đâu mà đói vẫn no. No ạ? No luôn, đói vẫn no. Giờ về là mừng thôi. Bây giờ anh sướng không ạ? Phải gọi là sướng chứ không phải là mừng nữa. Sướng nó tùy theo lúc. Nhưng mà vui thì nó nhiều. Hiện tại bây giờ là cảm xúc của anh đang dâng trào. Ừ. Có thể là đang đang kinh mây hả? Anh lăng lăng chưa? Vợ về mình đã lăng lăng chưa? Lăng lăng tại chờ ngay lúc về. Vợ về cái lúc mà thời điểm anh gặp vợ đầu tiên anh làm điều gì trước? Thì nói chung thì tình thân mến thương thì chỉ là nụ hôn là nhiều. Hôn luôn hả? Ừ. Mình gặp vợ là ở đâu? À, ngoài quốc lộ tôi nước về nhà. Ừ, ngoài quốc lộ là mình ôm mình hôn luôn hả? Không, về nhà. Sao vậy đấy? Tại vì ban đêm. À, ban đêm có ai đâu, sao mình hôn? Tại vì có cái nhiều khi mình lớn rồi, để cho cười ở ngoài sao? Nhưng mà mình hôn vợ, mình có hôn vợ làng xóm đâu chứ. Rồi em xin phép được chuyện trò với nhân vật chính ngày hôm nay nhá. Tạm thời là xíu này em chuyện trò với anh. Em biết bây giờ là cảm xúc của anh đang thăng hoa lắm, đang dâng trào lắm. Nhưng mình tạm thời mình kìm nén xíu nhá. Chào chị. Chị giới thiệu chị tên gì? Chị tên Yến. Chị gì? Yến. Chị Yến nói chuyện lớn lên cho em xem nào. Mình hôm nay mình về rồi, mình nói chuyện lớn lên. Sao chị bỏ đi? Là chị đi làm chứ đâu có đi đâu đâu. Đi làm hả? Ừ. Chị xem được video của chồng chị về đây nhờ anh em đăng tải lên không? Đó. Chị thấy anh có nói đúng không? Có đúng mà có sai. Sai chỗ nào? Để hôm nay em xử đẹp anh luôn nhá. Được không? Hôm nay em xử đẹp chồng chị nhá. Lấy lại công bằng cho chị được không? Rồi sai chỗ nào chị nói đi. Thì nhiều khi cái chỗ mà mình thương mình lo cho anh đâu có nói. Ờ, bác nói cái sai không? Ờ, vậy là chị thương ảnh mà ảnh không nói à? Bức xúc hả? À? Rồi bây giờ chị em trao cho chị cái quyền được không? Quay lại chị sáng cho bà tai, chị sáng không? Không. Giỡn cho chị vui ha. Ngoài cái đó ra còn cái gì nữa không? Sửa tánh rồi lại. Nhưng mà những cái khác anh nói về chị có đúng không? Không. Không đúng luôn hả? Ừ. Tiếp tục chỗ nào nữa? Thì cũng như cái gì mình sai thì mình sửa, mà này sai mà không có sửa. Sao không sửa? Không khóc. Không khóc, chị không khóc. Hôm nay là phải vui. Anh lau nước mắt cho chị đi. Chị để anh lau. Mình thôi không khóc nha. Về rồi là vợ chồng có nhau rồi. Bữa trước là vợ chồng là có nhau nhưng mà ốm đau có ai bỏ chạy không? Không, chị lo ổng không. Lo chưa có lo cho chị cái gì hết. Té xe mấy lần á. Bệnh hoạn chứ cũng hỏi bệnh hoạn. Té xe 3 lần rồi chứ ít đâu. 3 lần hả? Nằm bệnh viện đó. Nhưng mà em thấy như thế này này, rất nhiều cặp vợ chồng khi nghe em đội hiệp sĩ Thanh Hải tìm về được á, đều có kết cục chia tay. Em nói thật rất nghiêm túc. Trong cái thời gian gần đây anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải tìm về mấy cặp vợ chồng, nhưng hầu hết là ly dị tại chỗ, chia tay tại chỗ không ạ? Và vợ chồng xung đột nảy lửa tại chỗ luôn. Nhưng mà trong cái câu chuyện vợ chồng nhà anh chị ngày hôm nay thì có thể đây là một cái kỷ niệm, và chắc chắn rằng đây cũng là một trong những cái bàn đạp để tiếp theo vợ chồng anh chị đúc kết lại để sống tiếp tục với nhau, đúng không ạ? Đúng. Chị giờ này chị còn giận anh không? Không, có giận không?
thì chị kêu cái những gì sửa đi rồi không có giận nữa. Sửa nhá. Mình là mình phải sửa, mình sai là phải sửa đó. Đúng đó. Chứ không sửa là không ổn với chị đâu. Ở nhà là ai là quyền lực? Chị là quyền lực đúng không? Mình đẹp mình có quyền. Đúng đúng không? Bây giờ chị nói cho em cũng như cho tất cả các cô chú anh chị đang trông chờ được biết là lý do gì chị bỏ đi. Chị đi đâu, làm gì, như thế nào? Chị đi giúp việc nhà. Giúp việc nhà? Ừ. Cho ai? Ở Bình Tân á, cho cái chị đó. Mình cũng lên TikTok đó. Mình thấy mình đi lên, không cũng đàng hoàng lắm. Mình lên trển giúp việc còn đâu đó đàng hoàng lắm. Lại tốt chị tốt lên nha. Thì chị đi giúp việc thì lên đó thì cũng trả tiền, chỉ là giám đốc ngân hàng. Giám đốc ngân hàng luôn hả? Mình đi là chỗ đó mình thấy trên TikTok, mình đi lên chỗ cái trung tâm việc làm á, người ta giới thiệu cho mình nhưng mà mình không có quen. À, vậy đó chứ không phải là mình... Trước giờ chị đã đi ra khỏi tỉnh Sóc Trăng chưa? Chị ở thành phố này hai mấy năm rồi. Hai mấy năm thành phố? Bình Dương, thành phố Long An. À, chị đi rồi 21 tuổi tới giờ. 21 tuổi hả? À. Vậy là sau khi cưới anh là chị ở Sóc Trăng được mấy năm rồi? Năm 2000. 2000 cho đến giờ luôn hả? Ừ. Nhưng mà sao kinh tế nhà mình có vấn đề gì sao mà chị phải đi tìm việc? Không có vấn đề, cũng như tiền bạc cho con đánh cũng hay nhăn. Nhăn à? Nhăn là con cái mình nói ở đây, con là con ruột. Lo thì lo cũng cho con dâu biết. Không, bây giờ cứ như là ra chuyện rồi ảnh mới nói vậy thôi, chứ lúc trước vậy là không được như vậy. Nếu anh đi cho chị nói đi. Đúng không? Lúc trước không có được như vậy. Hai mới buồn. Hai anh chị là có con chung không? Không. Mình cưới nhau bao nhiêu năm rồi? Từ 2000 tới giờ đó. 2000, vậy là được 4 năm là mình chưa có con ha. Không. Nhưng mà trước khi đến với chị là anh có gia đình chưa? Có gia đình rồi, vợ qua đời rồi. À, còn chị là cũng có rồi. Vậy là chị có mấy người con riêng? Hai con riêng hả? Vậy là trong cái thời gian về chung sống là vợ chồng, theo như chị là anh có thương con của chị không? Thì lúc đầu ổng có thương đó, lúc đầu chị lấy ảnh thì con chị không có chịu ảnh. Không chịu hay là chịu? Không. Không chịu hả? Sao vậy? Thì nó không chịu vậy đó, nó phản đối là nó không chịu. Nhưng mà sau này có chịu chưa? Cũng là tạm tạm ổn. Tạm ổn ha. Nhưng mà cái chuyện kinh tế tiền bạc là anh có để cho chị thiếu thốn thứ gì không? Không. Có lo ha, chu toàn cho chị không? Và mỗi lần chị muốn lo cho con là anh nhăn hả? Thì cũng như mình lấy nhiều lần cái gì, cái này nhăn, cái này cái gì để lo, à, đừng cho biết, không phải, đâu được, cái gì mình phải con mình phải thương, đúng không? À, ừ. Ngoài cái chuyện đó ra còn chuyện gì khác hơn không chị? À. Chính vì cái lý do đó nên bản thân chị muốn đi làm để kiếm tiền. Cho con. Anh, thương mẹ là phải bế con anh ạ, thương mẹ là phải thương luôn con, mình phải chấp nhận từ đầu. Bởi vì sao? Bởi vì mẹ làm sao bỏ con được, đúng không? Đúng. Mình thương vợ là phải thương luôn con của vợ. Còn bây giờ mình nhiều ông, em thấy nhiều ông cứ lên top top á, tuyển vợ với lại đi tìm bạn gái mà thương mẹ, tìm một người mẹ đơn thân mà là chịu mẹ thôi không chịu con, đâu có được. Con người ta mà sao người ta bỏ được, đúng không? Mình phải đặt hoàn cảnh và mình phải hoán đổi cho nhau. Cũng giống như bản thân mình này, mình có con này mà mình lấy vợ mà vợ chịu mình không chịu con đâu có được, đúng không? Vậy là chính vì lý do đó mà chị khăn gói ra đi để đi kiếm tiền. Chứ không phải là chị đi theo ông nào, đúng không? Không, không hề, chị không có. Không. Vậy có mà... cần mấy cái chuyện đó nữa. Thật không? Thật. Chắc ăn chưa? Chắc. Chị bỏ đảm. Vậy là chị vẫn một lòng một dạ chung thủy với chồng. Trời, đi làm kiếm tiền thôi. Vậy mà hôm bữa anh lên đây anh còn nghi ngờ ngờ là chị có ông nào không? Chị đó, mà cứ ghen tầm bậy tầm bạ không vậy đó. Mà trời, ai mà lấy? Sao lại không lấy? Chị đẹp như thế này mà không lấy gì? Lấy phải có tiền. Chị đã năm nay nhiêu tuổi rồi? Chị 49. Còn anh? Anh 51. 51, 49 chênh nhau có 2 tuổi mà. Chị vừa đẹp vừa trắng thế này mà có sao anh không ghen? Anh thì nói anh thông cảm chứ anh thì hơi đen thật. Hơi đen, hơi già. Sao đời mười mấy tuổi tới giờ? Già hơn chút tuổi. Nếu mà so về sự chênh lệch chấm điểm á, để em mà chấm điểm thì chị 10, anh 5, thế thôi. Đi nuôi bệnh gần hơ, ai cũng nói chị nuôi cha. Ôi trời đất ơi, phải không? À, anh nói gì đó mắt. Ủa, nói với nói chị trước hả? Mặt luôn á. Nói với chị hay với anh? Nói hết hai chồng á. Anh nghe anh có buồn không? Không. Anh nói không là anh sợ. Không phải, mình nghe, mình để tâm mà nói là sao nói được. Bên ngoài người ta hiểu lầm rồi biết nói gì vậy?
tắm rửa đang hot quá, mình tắm rửa rồi cho anh nó trời nuôi cha kỹ quá, tắm rửa luôn hả? Ừ. Mẫu hôm nay anh đâu có làm thương rửa vậy ta, thương rồi, hỏi đi không? Hỏi đi, tắm rửa đít rửa khù luôn. Ồ, tại em biết nhiêu lần mà thương như vậy mà trong lo từng ly từng tí vậy hả? Từ miếng ăn giấc ngủ. Vậy là tới giờ phút này thì em hiểu rõ cái lý do chị bỏ đi rồi. Cái này là không phải chị có người đàn ông khác, mà chị cũng có cái nỗi niềm riêng. Có thể là chồng của chị, anh hiện tại anh đang ngồi đây nhưng em vẫn phải chia sẻ nhá. Có thể là cũng về cái chuyện mà con riêng của chị, chị muốn chăm sóc cũng như là ấy, thì anh cũng đôi khi thì cũng hơi cảm giảm ha, về vấn đề tiền bạc ha. Là con của chị thì bây giờ là chị được mấy người con? Hai đứa trai đứa gái. Trai là nhiêu tuổi rồi chị? 30. Còn đứa gái? Đứa gái 13. Còn đi học không chị? Còn. Vậy là có ở chung với mình không? Ở với cha. Ở với cha. Đứa gái ở với cha. Nhưng mà mình vẫn phải có trách nhiệm. Đúng rồi, mình phải lâu lâu mình đi thăm cái nhân. Không anh, được đúng không? Đúng rồi. Ừ. Vậy đâu được? Mình đâu có cấm được. Ừ. Nhưng mà trước khi hai người đến với nhau là mình có chia sẻ cái chuyện này không? Có. Mình có rõ ràng không? Anh biết, không biết. Cái thời điểm đó là anh có đồng ý không? Có. Nói gì gần đấy đúng không? Anh không phải buồn. Hôm nay là em vạch trần sự thật luôn. Anh cứ ngồi im đó để em xử đẹp anh. Vậy là cái thời gian đầu là chị nói gì là anh ừ, anh chịu hết. Ừ, anh đồng ý. Anh thương em thì anh phải thương con em chứ, đúng không? Anh sẽ cùng em đi suốt cuộc đời và chăm lo cho con em cũng như con anh. Có nói vậy không? Thì chị cũng nói là không có cần lo, mình lâu lâu là mẹ mình lên thăm thôi, đúng không? Đúng. Nhanh. Nhanh nữa hả? Tính hay nhanh lắm hả? Nhanh lắm. Hèn gì cái bữa lên đây anh nói quá trời quá đây. Nói mà không để người ta lắng lỗ tai để nghe. Người lắng lỗ tai để cho người ta nói cho mình nghe. Nói quá trời nói. Chị là người quyền lực, phụ nữ quyền lực trong gia đình mà cũng không chị được hả? Chị gì được, nói dữ lắm. Chị nóc nhà mà. Nóc dở rồi cũng vậy, vẫn nói cho đã đi rồi xong mà nói. Nhưng mà có khi nào anh bật nóc nhà không? Không. Không bật hả? Có dám bật chị không? Không. Có bữa hổm giận lên cái chị nói như thôi, ổng dữ quá vậy đó. Tánh ổng nói nhiều á. Đè giật dây chuyền gì đủ đứt hết. Giật luôn hả? Đứt hết trơn, đứt làm ba làm bốn luôn. Nè chị mới đi đổi lại nè. Giật bánh chanh hai cộng dây chuyền, một cộng một cây với cộng này mà đứt làm ba khúc luôn. Tính nhưng mà hôm đấy sao mà lại xảy ra như vậy? Cọc cọc quá rồi nhai nhai cái chị nó cảm thấy mà sống không hợp. Ông dữ quá, tôi với ông thôi nhau đi. Rồi chị ngồi ship bằng nó. Giật đứt bánh chanh hết trơn luôn. Bánh chanh luôn? Đứt làm ba luôn. Anh cưng có buồn không? Buồn. Ừ. Sao lúc đó chị không sáng cho bàn tay? Lúc đó chị ngồi ship bằng không có thế. Không có thế à? Ừ, có thế là xuống dưới bàn dưới hè rồi. có thế là xuống dưới. Tức lắm. Nhưng mà trước giờ là bao nhiêu lần như vậy rồi chị? Mới có một lần hả mà. Chứ chưa đó giờ chưa dám. Hôm đấy anh có ăn cái gì vào người không? Có ăn gan cỏ không? Mà mình dám bật nóc nhà luôn. Cộng dây chuyền một cây mà đứt làm ba, đừng nghĩ đi. Thời điểm đó lâu chưa chị? Mới bữa đi lên chị mới bỏ đi đó. Chị không có bỏ đi đâu, chị về rồi chị không có bỏ đi đâu. Mà làm hành động như vậy đó. Lại cũng lát lại cái mình không lấy cái gì hết. Mình cái đó là mình sai mà không phải như mình làm đứt mình đi đổi lại đúng không? Rồi hôm nay là anh sai. Anh nhận sai chưa? Thì nhận sai rồi, ngay lúc đó rồi năn nỉ trở đi đổi cái khác luôn rồi. Đổi cái khác mình có phải bù tiền nhiều không? Bù 1,5 triệu chị ra 1 triệu. Đúng ra mình không giật là mình đâu có mất triệu đâu. Ừ đúng, 1,5 triệu gần 1,5 triệu. Tại vì công gia truyền đổi lắc đổi lại tiền công thôi. Anh cũng phải hiểu một điều như thế này này. Thứ nhất, trước khi đến với nhau chị cũng chia sẻ thật là chị cũng lỡ đò và có con như vậy á, thì anh cũng phải thông cảm anh ạ. Bởi vì bây giờ anh chị cũng đâu có con đâu đúng không? Thì mình làm bây giờ tuổi mình tuổi xế chiều mình làm để một phần để mình dưỡng già đúng không ạ? Thì chị anh cũng để cho chị được cái quyền chẳng hạn như là anh chị được thăm con cũng như là chị bản thân chị là một người mẹ không riêng gì chị mà tất cả mọi người mẹ người cha trên cuộc đời này là phải đều phải có trách nhiệm với con, nuôi con trưởng thành tới 18 tuổi mà mình hạn hẹp về cái vấn đề đó thì nó hơi kỳ anh ạ. Anh nhận ra chưa, tới giờ phút này nhận ra chưa, bây giờ mình còn như vậy nữa không? Nói chung vợ chồng về cái gì thà là nói thẳng chứ đừng có mở mà ở cái đi không cho hay hỏi ở đâu hỏi chi vậy. Người anh không phải ba lần đầu lận trong lần hả? Lần thứ tư lần thứ ba về mới bị bức xúc. Lần thứ nhất, lần thứ hai chưa bao giờ nó động tiếng nào, chưa bao giờ nó động nói ha, đi mặn về lỗ ở đây cũng cắn gan chịu, không nói tiếng nào cho vợ buồn.
chứ không phải mà lần đầu lần thứ nhất lần thứ hai mình làm vậy ba lần nó mới bị cúi sốc rồi. Là quá tâm ba hả? Nói chung là dằn hết nổi rồi thì nó chạy là bị sốc, nó thẳng là vậy. Anh thường thường anh chạy xe là chạy xe tại Sóc Trăng. Sóc Trăng. Cái tiền bạc kinh tế trong gia đình ai là người nắm giữ? Nói chung là mình chạy xe thì trong ngoài thì mình lo hết chứ không phải là không. Rồi có lắm lúc á thì không có tiền thì mượn vợ. Lắm lúc mình có đưa tiền cho vợ không? Không, tại vì có cái vợ lên tiếng mà mình cũng gán kiếm. Tại vì bây giờ thu nhập nó bắt bên chứ nó không được bệnh như trước. Ý bây giờ em hỏi anh này, bình thường anh đi làm á là anh có đưa tiền cho bà xã anh không? Không, có vợ không? Không. Không, nhưng mà có cái mua gì ở đây cũng tự đi tự diễn hết. Cái gì cũng lo cho kia nó là anh ơi, cái đó mua đó là chút xíu coi lại. Oh. Dù không có tiền cũng phải có đầu về nữa. Bây giờ có chị ở đây này, em hỏi thật anh này, tính tình của anh có gia trưởng không? Đó. Mình có gia trưởng không? Không, không nghĩ. Có. Đừng đó chị nói có gia. từ cha ông già cũng vậy luôn, gia trưởng lắm vậy hả? Mấy người con trai cũng vậy thôi, mà cái dạng như người vợ cao tay ấn quá không loại. À, cái gia trưởng gia trưởng lắm hả? Ừ. có tính không có giấu được, mình cái gì mình chịu à? Đúng. Ừ. có thì nói có mà không nói không. Ừ. Cái này là em muốn chia sẻ để cho vợ chồng anh chị sắp tới sẽ có một cái cuộc sống hạnh phúc, và đặc biệt hai người thì ai cũng lớn tuổi rồi cũng mong muốn rằng là sống đến đồng bạc rằng lòng, đúng không ạ? Vợ chồng những cái lúc ốm đau cũng như mạnh khỏe là có nhau, nên mong rằng là những cái gì đó hai vợ chồng mà tới được phút này chưa hiểu nhau được thì mình phải hiểu nhau. Mình thứ nhất mình phải thương nhau, mình phải đùm bọc lấy nhau, và mình sẽ cùng nhau để mình sống nốt cái quãng đời còn lại. Sau này ai cũng phải già đi, ông với bà phù hỉ cái lúc tuổi già, chăm nhau cái lúc ốm đau bệnh tật. Anh thấy mỗi lần mà anh đi viện như vậy, thấy chị chăm sóc cho anh như vậy là anh ok chưa? Cái đó là ok, dạng như mình thì mình buồn cái những cái chuyện gì hay gì mình chặt cái gì nói thẳng, thì là mình không khắc phục được thì muốn làm gì làm, nhiều khi để ba bốn sao nhọn chọn cái để nó đùng cái đi, chứ không phải mà khai ra làm cái đó gì gì mà mình cố chấp hoài á. Anh có hay ghen không? Nói chung thì có là nói có chứ đừng nói ngoài thì mình bức xúc thôi. Anh nghe tin đồn gì? Không, cũng như là những cái chuyện linh tinh thôi. Dạ. Nhưng mà mình nói là mình không thích đi giao du với người đó, không thích qua lại thôi. Nhưng mà lên quay mình thấy thì cũng dạng hồi chân này kia thì nó nói chung cái mình đã mình nói rồi, hơi tránh người đó đi. Tại sao bao nhiêu người mình không đề cập? Thì cái dạng như từ cái chỗ người ta nói câu nói mình bị bức xúc, nó mày cứ để trong thân tâm. Nó là em ơi, mà muốn đừng giao du gì. Cái nào có thì mình nói thật sự, chứ không phải là mình trốn. Nhưng mà tại sao bao nhiêu người mình không nói mà mình đề cập người? Tại cái người đó nói sốc trên đầu mình, vợ chồng mình mà nói sốc một câu, nhưng mà từ cái chỗ nói sốc đó mình mới có ấn tượng. Chứ tại sao bao nhiêu người khác mình không lên tiếng, mà lên tiếng chủ yếu ngay một người, nhưng mà chưa hạn chế người đó thôi. Nhưng chị có hạn chế không? Thì mới nói này về giao điều kiện chị con gái là vẫn đồng ý mà, đúng không? Anh bỏ chấn xuống nhá, cô chú anh chị, rất nhiều cô chú anh chị và các ông các bà lớn tuổi đang xem mình gác chân lên hơi kỳ nhá. Ngứa đúng không ạ? Thôi vợ chồng chính bỏ làm người đi, nhịn nhau mà sống đi thì nói chung là từ đây sao là vợ chồng sống suốt đời thôi. Có chuyện gì bất cứ người nào làm chuyện gì không thích cứ diện nói thẳng, chứ đừng để chứa trong lòng, chứa rồi lâu ngày chị ra nổi thằng ra đã không nổi. Thì cái gì mình đặt ví dụ như mình nói sai ở đây, hoặc là em làm nó sai mà anh không thích, đặt ví dụ, hoặc là nói anh ơi anh làm đó em cũng thích, anh làm đó cái đó em không đồng ý nên mới bốn anh sửa, thì nói liền mình khắc phục liền, chứ đừng để ấm mức lâu ngày vài tháng cái gì cái một bóng nó cái hình cái dạng cái nó cái gì. Anh có sợ mất chị không? Nói chung mình sống là sống trọn đời, chứ không phải là mình sợ mất mát. Ý là anh có tin vào cái tình cảm của chị là một lòng một dạ chung thủy với anh không? Thì mình từ cái chỗ đó mình mới lặn lội tới đây là đi tìm đi kiếm. Nếu mà mình không nghĩ trung thành thì mình không có đổ đường mấy trong cái số mình tới đây để nhà nên để chị giúp. Dạ. Tại mình thương thật sự, còn không thương thật sự là không đi. Chị là ngày xưa là chị với anh gặp nhau trong cơ duyên nào? Lúc bắt đầu yêu ấy. Xe ôm là sao? Chở xe ôm với chị á, chở biết là thành. Vậy là chuyện tình anh xe ôm à? Đâu chị chia sẻ lại cho em xem nào. Là thời điểm bắt đầu là sao? Cũng như mình đi xuống xe rồi cái đi về mình làm xuôi đó.
Thì cái kêu chú ơi vô chở con rồi này. Ô trời ơi chú ơi chở con hả? Trời ơi. Lúc đó là chở xe ôm ở đâu? Ở trong huyện Mỹ Túc. Là ở Sóc Trăng luôn. Chú ơi chở con, chở mấy lần? Cũng mấy lần, 4-5 lần. 4-5 lần. Sau đó chú có tán tỉnh không? Chú có tán tỉnh con không? Cũng có. Vậy là tá luôn hả? Mấy ông xe ôm này lanh mồm lanh mép lắm. Dữ lắm, tôi thấy cái miệng không? Tôi thấy cái miệng nói không? Trời ơi, mấy ông xe ôm lạ gì nữa. Hay lắm, nghe mà. Thế là tán có 4-5 lần là chị chịu luôn hả? Đang từ từ con mà thành em hả? Hay là thành vợ luôn? Hay ha. Cái lúc đó là anh có hát cái bài Đừng Gọi Anh Bằng Chú không? Có hát bài đấy không? Không, không biết hát. Không biết hát hả? Nhưng mà mình tán sao hay vậy? Biết là gì mình cũng không biết nữa. Nghe cái dịp hơn á, dịp mai á. Chứ không biết sao tả luôn. Lúc đó mình có quyết tâm không? Tại vì mình đã chú ý, mình quyết tâm nhưng mà không biết nói vào cái cơ duyên gì mình không xác định được. Vậy là... Nhưng mà được may mắn là làm vợ thôi. 4-5 lần có chở đi đâu không? Chở đi cà phê, cà pháo gì không? Thì nói chung thì cà phê thư giãn bình thường, công khai bình thường. Công khai, sau đó là chị đồng ý là lúc đó là chắc là anh mừng lắm à? Nói chung thì... Có đi khoe khắp làng, khắp xóm không? Nói chung mình mừng để trong thanh tâm mình thôi. Ở tới giờ gần 5 năm mà hai người gia đình chưa ai ra mắt gặp nhau. Ok vậy. Chưa về ra hai bên. Chưa cưới luôn. Ồ trời đất ơi. Chưa cưới nó già cưới gì. Xong cưới. Già mà gà ăn cả con mà không cưới gì. Anh có ăn gà cả con được không? Hai bên cũng chưa qua nhà này qua nhà kia chưa ai. Nội ngoại hai bên chưa biết luôn. Chỉ nói giới thiệu chồng vậy thôi. Ồ cái này là không được rồi. Chỉ hai đứa tự nhiên làm mới kết hôn vậy thôi chứ chưa. Sao hồi đó mình không làm cái đám cưới đi. Mình lứa tuổi của mình 4-5 năm về trước thì mình mới 4 mấy chứ nhiêu. Mình làm theo kiểu khác. Ra mắt thì 50 bàn được rồi. Kêu không chịu. Nó già làm gì. Ồ lúc đó chị buồn không? Buồn nhá. Buồn xong buồn. Nhưng mà tới thời điểm hiện tại mình đã hai bên nội ngoại mình ra mắt chưa? Chưa gia đình này chưa qua nhà cửa. Cũng nghe lời vợ là điện cho ông và vợ được ra chơi. Nhưng mà bên đây rồi vô nhà thì không cho vô. Thì cũng có cái nguyên nhân riêng nữa. Không, nguyên nhân riêng gì? Đã thương con gái người ta về chung sống vợ chồng rồi. Thì mình nói đúng cái chuyện đó là dạng như vợ nói giờ điện ở trỏng ra chơi. Không bao giờ mình chấp nhận làm đám cưới hai bên cũng sẽ gặp nhau thôi đúng không? Đúng rồi. Đám cưới. Nhưng mà anh giải thích đi, lý do tại sao như vậy? Anh phải có một lời giải thích với chị. Tại vì con gái mình thấy... Nói chung là mình... Không biết nói về nó làm sao, giờ phải mà... Nói chung về mọi mặt rồi mình... Mắc cỡ về mọi mặt đó. Mắc cỡ cái gì? Nói chung thì mình để dạng như không phải là dạng như bôn ba này kia không? Dạng như mình là cái đời sống kinh tế mà, rồi mình không nghĩ vấn đề kia. Mà nói là em ơi thương anh về vợ chồng làm cái tờ hợp pháp là cũng như chính thức. Rồi bây giờ em cho anh bỏ qua cái giai đoạn không làm đám cưới đi. Vì anh mắc cỡ đi nhưng mà lý do gì mà lại không dẫn về hai bên ra mắt? Không, có. Có chưa? Có. Đội ngoại biết chưa? Vậy lại bình thường hả? Có gia đình biết bên đây chưa qua nhà chị. Nhưng mà có một cái là nói với gia đình đây là đừng vô chẳng chơi. Kêu nói rồi mình biết nói gì giờ. Thì nói chung là không, nó có mình phải quyết tâm là sẽ được. Con này không quyết đúng. Tâm. Tại vì đúng cũng... không? Ý là anh nói mình có đổ thừa mình đã, không phải là đổ thừa. Mình nghe lời vợ. Người nói gì mình cũng không biết nói gì giờ. Bàn ra bàn vô không được. Nó là em muốn làm sao rồi làm vậy. Nó hỏi có không? Chứ phải mà không phải gia đình đây mà không muốn vô nhà bên gia đình bên vợ. Muốn vô nhưng mà vợ mà này kia nọ rồi. Nó dặn thôi em đó. Em bàn sao nghe vậy. Đó có mặt vợ anh làm nói không có đâu. Vậy là nhưng mà sau hôm nay đi, mình về mình cứ đường chính chính đi, bây giờ mình hấp hôn đi. Được chưa? Được không? Hấp hôn bây giờ mình làm năm bàn. Mình mời bạn bè, bà con dòng họ tới chung vui uống ly rượu mừng. Được không anh? Dạ. Hấp hôn được không? Chị có vẻ chị cũng mình ấm ức nhiều nhờ. Mình thiệt thòi nhiều không? Nhưng mà cái em hỏi thật này, anh có cái điểm gì mà chị làm cho chị bị chở xe có 4-5 lần cái là mình yêu liền? Chị lúc đó tại vì ly dị cha nó buồn. Buồn hả? Chứ anh không có cái điểm gì hả? Có không? Ít lắm. Manly không? Có biết nói gì đâu mà để
Trời tán chị không biết nói gì luôn à? Ừ, không biết nói gì đâu. Vậy là chị chóng không mà. Chóng chóng là sao? Lúc đó là bà yêu tôi không hay là em yêu anh không hả? Miễn yêu thôi mà về với anh này kia vậy đó thì cũng nói ít lắm. Nói vậy thôi là chị chịu luôn hả? Lúc đó mình cũng đang buồn. Buồn hả? Ừ. À, vậy là gừng càng già càng cay nhá. Thường thường là mấy chú nè, mấy chú chạy xe ôm, mấy chú chạy xe ôm là miệng lưỡi ghê lắm. Nói chuyện tia lia ghê lắm. Nhức đầu lắm. Về nhà nói nhiều không? Nói, má lắm. Mấy lắm hả? Nhưng mà anh có nhậu không? Không. Có chơi bời gì không? Không. Vậy là hút thuốc cũng rồi về. Vậy là cũng được, cũng tốt ha. Có tội hơi ghen, hơi nói nhiều. Gia trưởng là hỏng rồi. với nhiều cái phụ nữ nói chuyện lại. Alo, cái gì vậy? Nhà nè. Vậy đó, còn không. Chị nói vậy là cái điện thoại đã bay xuống đất rồi. Không có đầu có đuôi hả? Ờ, mà vậy không á, mà chị có nói vậy đâu. Mà vẫn làm dữ, đúng không? Cái đó là mình sai. Nói chuyện phải nói rồi, chị là ra chị, em là ra em. Mà nói có đầu có đuôi, chứ lại có chủ ngữ biết ngữ. Chị hồi đó giờ hỏi ông chị có bao giờ nói chuyện với ai vậy đâu? Không, không có. Mà cái tánh vậy đó. Nhiều khi em út là ra em út. Phải không? Mình nói chuyện như đâu ạ? Nói gì á, cầm điện thoại, ai điện vậy? Vậy đó, cầm điện thoại, ai điện vậy? Chứ gì, trời, mình làm gì nó khó chịu lắm em, không? Dạ. Khó chịu lắm. Dạ. Sống mà như vậy mình khó chịu lắm. Em thấy chị dễ thương đấy anh ạ, à. Thật lòng. Em thấy chị tiếp xúc được chuyện trò với chị mấy chục phút như thế này, em thấy chị dễ thương mà. Nhưng mà chị... Tiền chị... bỏ cho tài khoản mấy chục triệu về cho anh ta mượn hết trời. Đâu phải chị không thương ổng đâu. Về cho mượn hết trơn lấy đóng đâu đó. Là tiền của ai? Thì tiền cũng như là hai đứa mình mới nói là anh để trong tài khoản đi, anh đi mổ. Này chị ác là chị lấy hết, chị đi xài hết được. Ảnh cũng không nói, chị còn thương chị dẫn chị quay về. Dạ. Con này không bao giờ. Vậy là anh lấy hết tiền cho người ta mượn hả? Mượn hết rồi. Có nói với chị không? Không. Trước giờ làm việc gì, giải quyết việc gì có thông báo cho chị biết không? Nói hết rồi mà có đợt này vậy đi nghe lời người ta cho mượn hết trời. Mấy chục triệu giờ về mẫu đâu có, giờ chị phải bán vàng đi mẫu cho. Trời ơi, chị bán nhà hả? Bán vàng. Bán vàng hả? Thì về thứ hai hôm hôm nay về chị còn nhiều vàng không? Em thấy trên tay có cái nhẫn đẹp lắm. Chị giơ lên xem em xem nào. Không sao. Mày không sợ. Không, thì nhiều. Đâu, còn không? Còn đủ hết không? Còn. Chứ hôm bữa anh Lê anh chia sẻ rằng chị đi mang nhiều vàng hả? Thì cũng đeo mấy cây. Đâu, còn không? Còn mấy cây không? Chị giơ lên em xem nào. Còn nguyên không? Còn. Đó, tấm đắc to chả bá chị giơ lên cho cô chú chị thấy. Thôi. Cái nhẫn kia là nhẫn 5 chỉ nữa kìa. Có dây chuyền còn không? Còn. Đâu, chị lấy cho em xem nào. Đúng rồi, mình đâu có sao đâu, của mình như này. À, dây chuyền nào rồi, tấm lắc này đâu? Đó, ù lắc to nha. Lắc này là cũng nhiều vàng đấy. Cái nhẫn 5 chỉ à? 4 chỉ à. Mua hồi nào đấy? Anh cũng hơi lâu lâu rồi. Rồi vợ bán tấm lắc vàng 18, bù thêm mua chỉ thành 4 chỉ. Vậy là về hai vợ chồng hâm nóng lên lại tình yêu chưa? Vợ về là cụ thể là ngày nào? Thứ bảy. Hôm nay là thứ bảy nữa rồi, là phải là một tuần rồi. Ừ. Hâm nóng chưa? Hâm mỗi đêm. Đêm nào cũng hâm. Thật không? Hả? Anh có xạo không? Không. Anh khỏe vậy sao? Tại vì có cái vợ về là mình không lo hoạt động kinh tế. À. Tại đâu có nhà. Nhưng mà bấm quýt ở nhà. Cái thời gian hâm nóng có được 1 phút 30 giây không? Chắc có lẽ là hút tàn nước thuốc. Thật dữ vậy sao? Anh, chị, anh có nổ không vậy? Lắm lúc nổ. Anh ở Sóc Trăng chứ đâu phải ở Hô Bông Đồng Nai đâu mà anh quăng không liều đạn chưa? Hồi trước á, mình cũng có cây nó sổ. À. Thì có một cái á, trả bài có lúc không thuộc. Mà từ lúc chợ đi tới giờ là trả bài nó thuộc chứ á? Thuộc lòng trong thân tâm luôn rồi. Bây giờ là từ ngày vợ anh về tới giờ là 7 ngày là anh thuộc bài chưa? Thuộc không dám chữ. Không dám luôn. Dữ vậy sao? Thật chứ. Đừng càng già càng cay nha. Anh có anh có chiêu trò nào không? Tập luyện gì không? Nói chung là cái dạng mình ít thức đêm á. Rồi với lần vợ về mình cái mình ít cái lo kinh tế. Rồi mình chủ yếu là gần gũi mình chia sẻ tâm sự với nhau thôi. Vậy là trước kia là anh không có thuộc bài hả? Nói chung là mình uống lá cây bị sổ, bị thận yếu. Uống bị gan nhiễm mỡ đó. Yếu là dở thôi. Không, cái đó là mình hồi trước đây tới 90kg thôi. 90kg? Ừ. Rồi bây giờ nó đang phục hồi được từ từ. Dạ. Còn trước là 90kg. Đó là lần này về là ngon lành rồi đúng không? Là bút còn mực đúng không? Còn. Hoạt động là ngon lành rồi đúng không? Xuân sẻ đúng không? Đó là anh nói thôi. Bây giờ em phải hỏi chị em mới tin. Chị, anh có nổ không?
cũng lúc sang này có não hay không? Mới đây nè, mới đây nè. Không đổ hả? Ngon lành không? Có có bé hoài chị nè, dễ thương ghê á chị. Anh có làm cho chị hài lòng không? Thì cũng vậy thôi, nhưng mà không? Anh nói là hút hết một điếu thuốc là biết xong cuộc là có đúng hay không chứ em không tin đâu. Không có được được 1 phút 30 giây không? Phút 30 giây thôi hả? À, đó à, 1 phút 30 giây có được được 20-30 phút đâu? Không, 5 phút, 10 phút. 10 phút ha, 10 phút là ngon rồi. Ngon đấy, dữ đấy. Nói chung là làm cho chị hài lòng. Cái chuyện vợ chồng không, cái đó là chị không quan trọng, mà yêu cầu thương nhau, phải hiểu nhau là được rồi. Em biết rồi, vợ chồng là phải có cái đó, cái chuyện đó bình thường. Nhưng mà tới giờ phút này là vợ anh về rồi, anh có sửa đổi được tính tình không? Để nói chung nha, mình sửa thì sửa, nhưng mà nhiều khi mình thấy cái chuyện đơn giản. Thà là vợ thích nó liền, đừng để mất, có nhiều thôi. Tại tại vì có cái mình thí dụ làm không phải gì chỉnh nó liền đi, mình còn khắc phục được. Còn mà kiểu một cái chuyện nho nhỏ để lâu ngày và tháng nó nổi ra cái mình không biết đường nợ. Rồi bây giờ em có ý như thế này này. Em thì là em út thôi, em tuổi đời còn rất nhỏ. Thì em cũng chỉ mong rằng là tất cả các cặp vợ chồng khi mà về đây nhờ anh em, nếu mà hết thương, hết duyên, hết nợ thì chia tay. Còn những cặp vợ chồng nào còn duyên, còn nợ mà còn thương nhau chỉ vì giận hờn hoặc chưa hiểu nhau thì em rất mong muốn rằng là mình hãy hiểu nhau hơn. Có cái gì đó thì mình cứ chia sẻ, cũng như là chị hiểu anh hiểu chị, mình thương nhau, mình bởi vì lứa tuổi bây giờ anh thì cũng năm mấy rồi mà chị thì cũng 49 rồi đúng không ạ? Nhưng thì... mà thà là có gì nó thẳng. Thì mình có cái gì đó thì mình hiểu nhau đi, mình thương nhau đi để sau này già cả thì mình có nhau nhá. Chị cũng đừng có giận anh bỏ đi nữa nhá. Đặc biệt là cái chuyện mà thăm con hoặc là có trách nhiệm với con thì anh cũng đừng để ý cái đấy, mình đừng cần nhăn. Bởi vì sao? Tiền bạc kinh tế mình làm ra để phục vụ gia đình mà nha. Chứ mình nói thật, nhiều tiền lắm của mà mình không hạnh phúc chết thì chẳng đem theo được đâu nha. Cái này em góp ý thôi, em còn nhỏ xíu à nha, em góp ý thôi nha. Em chỉ mong vợ chồng anh chị về chung sống với nhau được hạnh phúc. Sau này có một cái dịp nào đấy thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải có xuống Sóc Trăng đi chơi thì có thể là ghé vào nhà anh chị chơi ăn bữa cơm thân mật được không? Được. Mình có sẵn sàng đón tiếp không? Hút đón nữa. Dễ thương. Chúc cho anh là những cái chặng đường mà chạy xe ôm, những công việc của anh là được thuận lợi, được bình an nhá. Còn chị gái về nhà thì mình làm nóc nhà nhá. Có gì thì mình cứ bật thẳng luôn nhá. Bật không? Bật luôn. Trước giờ là chị có bật tai làm nào chưa? Chưa. Nóc nhưng mà mình vẫn tôn trọng chồng đúng không? Dạ, nóng rồi mình bỏ đi chỗ khác tiêu rồi. Đó là cái câu nói vui thôi chị ạ. Thì hôm nay thì hai vợ chồng được về sum họp đoàn tụ với nhau và đặc biệt rất hạnh phúc, không phải ly dị hay không phải chia tay như những cặp vợ chồng khác. Điều đó là một cái điều rất vui. Và cái câu chuyện này thì tất cả các cô chú anh chị đang xem thì em xin phép vợ chồng anh chị là em được đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội. Thứ nhất là chia sẻ cái niềm vui này cho tất cả các cô chú anh chị, cũng như là anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải gửi lời cảm ơn tới tất cả các cô chú anh chị trên cộng đồng mạng trong cũng như ngoài nước thời gian vừa qua đã chung tay giúp sức cùng với anh em để chia sẻ lan tỏa video để giúp cho vợ anh quay trở về để đoàn tụ với gia đình. Thì em xin phép hai vợ chồng em được chia sẻ cái câu chuyện này lên khắp các nền tảng trên mạng xã hội. Anh chị đồng ý không? Đồng ý. Chị đồng ý không? Này chia sẻ là vợ chồng hàng gắn lại chứ có gì đâu. Có gì đâu. Sống chúc đời. Đúng rồi. Chị gái đồng ý không? Nóc nhà đồng ý không ạ? Chưa anh mà xuống. Ôi trời ơi. Ôi, chỉ có làm cái chuyện kỳ thôi là mấy anh mệt. Ở đây các cháu là còn có nick không? À, nhiều cái vô duyên. Chị gái đồng ý không ạ? Đồng ý đúng không ạ? Nè, mình nói đùa sao chứ anh em ở đây thanh niên không? Mà ai mình làm cái đó là bất ngờ để cho đừng ai thấy. Đừng ai thấy à? Nói cái là ta chú ý. Mình khẳng định rằng đây là chủ quyền đúng không ạ? Chủ quyền. Chủ quyền. Ta chú động. Đâu chị hôn anh cái nào? Chị hôn anh cái luôn, hôn lại luôn. Dễ thương hả? Về nhà đi, mất công. Về nhà hả? Về nhà hả? Về nhà không ai thấy đúng không? Ngồi. Trời hôn hoài. Trời ơi, các cháu ở đây chảy nước miếng hết rồi. Cái thằng này mày lau nước miếng đi coi nào. Mới không có nết là vậy đó. Anh ở, làm như còn nhỏ. Anh ở đây còn trẻ nhỏ. Lớn là phải chỉnh chút thôi. Rồi xin phép chào hai vợ chồng anh chị. Em cũng chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Cảm ơn anh em nhạc sĩ Bình Dương. Dạ. Thương quá.